bố mẹ có thời gian tìm hiểu. Tức là nếu mà chúng ta biết, ba mẹ chúng ta không biết được điều đó, thì chúng ta từng tự chia sẻ trong những khi nào mà chúng ta có thể chia sẻ được. Chúng ta phân tích, chúng ta nói thế này thế kia một cách cơ bản nhất để ba mẹ mình hiểu được thêm điều gì. Còn không hiểu thì chúng ta cũng cười vui, chứ đừng có nặng lời trách cứ. Tại sao điều đó đơn giản không biết, như thế như thế như thế. Không có như vậy. Nhất là tin học này, mấy đứa trẻ con lóc cắp á, nó biết rất là nhanh, nhưng mà người lớn không dễ gì biết như vậy đâu. Cho nên những cái việc làm này chúng ta không khéo, chúng ta làm đau lòng. Ai nuôi chúng ta ăn, ai nuôi chúng ta học, ai nuôi chúng ta lớn khôn lên người. Khi chúng ta lớn khôn lên người, chúng ta đem cái ăn cái học đó, chúng ta quay trở lại để trách những người đã từng nuôi gì như thế. Một điều nghịch lý trên cuộc đời, một điều không thể nào chấp nhận được. Cho nên các vị, cho dù các vị là tiến sĩ, các vị là thạc sĩ, các vị là thầy giáo, các vị là giáo sư, mà các vị lỡ có ba mẹ là người toàn dốt nát, các vị cũng phải hãnh diện với cuộc đời về điều đó. Ba mẹ tôi dốt nát mà nuôi tôi nên người, ba mẹ tôi dốt nát mà để nuôi tôi trở thành một vị giáo sư hay là một cái vị thầy như thế, có ăn, có học, có hiểu biết như vậy. Chúng ta phải tự hào về điều đó, chứ không đem điều đó như một tủi nhục. Một giáo sư mà tủi nhục với người cha mẹ dốt không biết chữ là hoàn toàn sai lầm, có tài mà không có đức. Nó thẳng ra là như vậy. Cho nên nếu chúng ta có tài mà thiếu đức là trở thành người vô dụng, không thể xài được. Điều này chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cho nên cái đạo đức của một con người là một nền tảng vô cùng quan trọng để phát triển sự nghiệp và cái hạnh phúc của tự thân. Nếu một con người thiếu đức, không bao giờ gìn giữ sự nghiệp được lâu dài. Tôi đố ai một con người bất hiếu, một con người mà vô đức, mà có tài, mà giàu, mà giỏi giang, đố người đã giữ được cái hạnh phúc đó bền bỉ và lâu dài? Tôi dám cam đoan, nếu ai có điều này xảy ra là chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy những cái điều rất là cơ bản trong cái việc này, mà người cha người mẹ vì sao phải nói cái này? Sợ con mình mất phước đó, sợ con mình trở nên bất hiếu, sợ con mình tội lỗi rồi mai này nó không được hạnh phúc lâu dài, mà những người sắp chết rồi phải nói lại những điều này. Bởi vì còn sống thì còn bảo bọc được các con, mai này chết rồi ai lo cho các con, lo cho tới chết như vậy đó. Cho các vị phải cảm thấy được những điều nó như thế. Cho nên ở trong đây mới nói là bố mẹ đã dạy con bao điều, từ cái ăn cái mặc cho đến bản thân, và phải biết đương đầu với bao nhiêu thử thách trong cuộc sống. Cha mẹ là một người thầy giáo đầu đời với chúng ta. Cha mẹ dạy chúng ta từng cái ăn, cái nói, cái gói, cái sách. Tất cả mọi thứ của chúng ta, những cái gì từ thở ban đầu không bao giờ chúng ta biết được. Cho nên cha mẹ là người thầy giáo, là người ân, người đầu đời để dắt chúng ta vào trong cuộc đời này. Cho nên tất cả chúng ta đều phải hiểu những cái điều này, mà đừng để chúng ta phải sai phạm một cách rất vô tình để làm đau khổ đến đấng sanh thành của chúng ta.